Hôm nay em đang mới nhận được một món quà. Để mang unboxing cho anh em. Em đang mới nhận được một món quà từ Corsair. Đây là con hàng HS35. Đây là tai nghe V2 anh em ơi. Để mang unboxing cho anh em nha. Oh my god. Ai. Ui. Có mic, có dây. Cái mic này. Cái này là cái gì vậy mọi người? Hình như là cái để nới ra đúng không? Để nới ra để thích hợp với phù hợp với cái gọi là cái đầu của mình ấy cho nó thoải mái đúng không mọi người? Ê, cái này nhẹ đó mọi người ơi. Cái này nhẹ hều à. Cái này nhẹ hều à. Cái mic của nó có thể quay vòng vòng nè, mau quay ngược cái sau cũng được luôn mọi người thấy không? Đây, cái mic em mau quay ngược cái sau luôn nè. Hợp lý ấy chứ. Cọng dây nó sẽ như thế này nha mọi người. Đó. Ok không? Đó. Rồi để em coi. Cái tai nghe này nó có một cái cục. Đó. Anh em thấy không? Cái cục này có thể là tắt mic luôn nè. Cái này là mở mic tắt mic nè. Còn cái này là điều chỉnh âm lượng nha. Giống như những cái tai nghe khác thì cái này cũng có một cái nút xoay để điều chỉnh âm lượng này. Đó. Ví dụ như mà cái này nó hơi rộng với cái đầu em thì em có thâu cái này được nè mọi người. Ví dụ mà nó hơi rộng á thì tôi sẽ thâu cái này lại. Đây nó có cọng dây ở đây nè, tôi sẽ thâu nó lại được nha. Đó. Rồi. Ôi, nhìn ngầu quá ta. Nhìn hợp lý nha. Cái này nè mọi người, đó có thể giảm được cái áp lực trên đầu của mình. Nó sẽ giúp cho cái đầu của mình nó đỡ có bị gọi là sao ta, bị méo, bị mớp trong cái quá trình mà đeo đó, không bị lõm não. Đúng rồi, đúng ý tôi nè. Nãy giờ tôi không biết phải nói như thế nào, không biết phải dùng từ như thế nào đó, thì nó sẽ giúp cho mình có mẹ rồi. Nãy giờ mới nhạc bản quyền thì thường tai nghe bluetooth ấy là nó sẽ bị delay, nhưng mà cái này là dòng tai nghe dây thì em mau nghĩ là chơi game nó sẽ mượt mà đấy. Cái tai nghe này có một cái bộ chuyển đổi USB thì mình có thể không chỉ là có thể chơi trên cái trên cái PC mà mọi người có thể dùng cho MacBook và dùng cho PlayStation cũng được nha. Đó là mọi người, anh em nào chơi PlayStation cũng có thể xài được nha. Đấy, xài bình thường luôn. Ai để em mau vô test một tí đi hen. Không delay nha mọi người ơi. Nghe được cả tiếng thở của địch. Đúng rồi, ta nói hả, đeo cái này vô nó phải gọi là bùng nổ thính giác mọi người ơi. Tao nghe được địch nói chuyện luôn. Em mau nghe được tiếng của mấy con boss này luôn nè. Con boss này bảo là dừng lại đi Yamete Kudasai, đừng bắn nữa, đừng bắn em nữa, chị bắn ghê quá. Thử nha. Viva nói gì đây? Ồ ơi, tôi nghe được tiếng bà con hàng xóm của mấy ông đang khen cái con xe này luôn á. Tôi nghe được tiếng hàng xóm của mấy ông nói chuyện luôn á. Mấy bà bảo là mua con xe đi, xịn lắm. Trời ơi, nghe gõ từng câu từng chữ luôn á. Tôi nghe hết nha mọi người. Ai nói tôi cũng nghe hết nha, tất cả ma tôi cũng nghe luôn nha. Anh em có nhớ không, có mấy cái thằng nó bảo tai nghe mày làm sao đấy. Trời ơi, chơi game bị điếc hả? Mua tai nghe khác đi. Đó, sau cái ngày hôm nay sẽ không có còn một cái thằng nào mà dám nói tôi như vậy nữa. Không có còn một thằng nào dám nói cái điều đó nữa luôn anh em. Tất cả là nhờ có con xe đó, hợp lý quá trời ơi. Trước đó em Mao không có cái tai nghe này. Đó, em Mao đang cảm nhận được, em Mao đang bùng nổ thính giác đó mọi người. Hồi xưa là chỉ có 50 trên 100 thôi. Em Mao chỉ nghe được có một bên tai thôi, bên tai còn lại Mao bị điếc. Còn bây giờ là cảm giác giống như hai lỗ tai của tôi nó thông qua thông lại rồi đấy. Cho nên là ngày hôm nay tôi có một cái cảm giác rất là lớn. Họ xài những cái tai nghe như thế này mới lên được Radiant mọi người ơi. Thì ra là như thế này. Em Mao thích nhất cái vụ mà có thể gắn được trên cả MacBook hoặc là trên cả PlayStation, tất cả đều xài được nha. Alo. Wow, hôm nay nghe giọng anh Amit hay thế nhờ. Hay à? Chắc biết là có gì mới à? Mic của anh nghe rõ thế nhỉ Mao nhỉ? Ôi, em nghe giọng anh phải gọi là mướt mượt mượt luôn, như xanh siêu luôn anh Amit ơi. Ôi, tại vì cái con Corsair HS35 V2 nè anh Amit ơi,
Trời ơi, mực như là xem siêu nhắc luôn. Lại to lên này, nhắc lại hết to lên xem. Tại vì cái con coi xe HS35V2 anh đã biết rồi. Trời ơi, nghe giọng anh phải gọi là hay quá. Trời ơi, nghe giọng anh mà em ghiền luôn á. Bao nhiêu nhỉ? HS35 á. Đúng rồi, HS35V2. Trời ơi, nghe giọng anh, trời ơi má. Anh nói nhiều vô nha, anh cứ nói nhiều vô nha. Mặc dù là tao chưa vô hen nhưng mà cái lỗ tai tao đã vô rồi nha mày. À, hợp lý quá, 10 điểm con xe ơi. Tại sao con xe có thể thiết kế ra một cái gọi là một cái tai nghe nó phải gọi là đỉnh cao của thính giác như thế này vậy con xe?